Thưa quý vị, từ tối qua cho tới hôm nay 24 tháng 9, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh của chiếc xe cứu hỏa hú còi, phát loa liên tục, yêu cầu chiếc xe ô tô Kia Morning nhường đường cho xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng lái xe nhất quyết không chấp hành. Hành vi vô ý thức này có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng khó lường nếu như xe chữa cháy không tới kịp. Và hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Chính vì thế, hiện nay, lực lượng chức năng đang xác minh, truy tìm ô tô này. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị này đã xác định được danh tính của xe ô tô Kia Morning ngang ngược nhất quyết không nhường đường xe cứu hỏa đi chữa cháy ở Hà Nội. Qua kiểm tra dữ liệu, chủ nhân của chiếc xe Kia Morning mang biển kiểm soát 29D07182T đứng tên Nguyễn Hồng Tâm, trú tại Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước khi đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông trên địa bàn trích xuất camera để truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe ô tô Kia Morning không nhường đường cho xe chữa cháy để xử lý theo quy định. Trước đó, vào sáng 23 tháng 9, xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ chữa cháy tại chợ Tó thuộc thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mặc dù đã có tín hiệu nhường đường của xe cứu hỏa, nhưng xe ô tô Kia Morning đi phía trước nhất quyết không chịu nhường đường. Theo quy định, với lỗi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tài xế điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. 2 giảm tốc độ các bạn thế này, các bạn nhá.